Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình được nghỉ và mình phải đi tưới bắp mọi người ạ. Thì do Đắk Lắk của mình ấy là mùa này là nó đã chuyển vào mùa khô rồi. Do vậy cho nên là phải đi tưới các cái loại cây mà mình đã gieo trồng thì mới thu hoạch được mọi người ạ. Thì mình sẽ review cho mọi người cái công việc của mình. Đó là mình sẽ phải tưới bắp. Nhưng mà so với ngày xưa thì cái công việc tưới tắm bây giờ nó lại đơn giản hơn một chút xíu, đó là đã có hệ thống bếp để tưới thì nó đỡ hơn so với tưới tay. Chính vậy cho nên là nhờ có nguồn nước mà mình có thể để trồng trọt được rất là nhiều loại cây, cũng như là ví dụ như bắp thì mình có thể trồng này, một năm mình có thể trồng bây giờ sẽ là được khoảng 3 đến 4 vụ các bạn ạ. Đó. Thì ở Đắk Lắk mình ấy, mùa khô nó rất là khắc nghiệt nhé mọi người. Đó, và nó cũng kéo dài cả nửa năm trời. Chính vì vậy cho nên là cái việc thiếu nước nó diễn ra thường xuyên trên đồng ruộng. Hiện tại bây giờ thì mình đã tưới được một bếp ở dưới kia rồi. Còn bây giờ mình sẽ phải di chuyển bếp lên phía trên này. Mình tưới còn khoảng 2 bếp nữa là sẽ xong được cái diện tích bắp của mình. Rồi bây giờ mình sẽ phải đi di chuyển bếp thôi mọi người ạ. Rồi, vậy là mình đã bắc xong cái bếp thứ ba mọi người nhé. Đấy, mình bây giờ đang phải đợi một chút xí để xem thử là nó có tưới được hết hay không ở cái bếp này, nếu không là mình lại phải điều chỉnh ống á. Đó. Thì ở mùa này mà để kiếm được một vụ mùa bội thu thì người nông dân rất là vất vả mọi người ạ. Đó. Tưới cả trưa như thế này thì mới có được những hạt bắp hay là những cái bắp tươi tốt như thế này và đẹp như thế này, bao nhiêu công sức của vợ chồng mình và gia đình mình. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.